Hi, mến chào tất cả các cô chú, các anh chị. Cô chú, anh chị ơi, thì hôm nay là vườn em đang dọn vườn để em thanh lý bớt một số cây. Thì sáng giờ em có lên thanh lý hai combo rồi. Thì giờ này em sẽ thanh lý tiếp tục một cây linh sam song hình mà dáng vân nhân và cây uốn dáng từ mặt cắt như là cô chú anh chị, mặt cắt xong mà nó bự như vậy. Tạo dáng rồi cô chú anh chị mình mua về mình gỡ dây ra giúp em ha. Tại trong quá trình vận chuyển em gỡ dây ra thì em sợ nó bị sẽ mềm cây á, nó lỏng lẻo á, sẽ bơ dục, nó không có chắc, nên em để dây gì luôn. Về cô chú anh chị mình gỡ dây ra, mình uốn lại hay là mình vô dây mới gì đó tùy mình. Nói chung là cây song hình này rất là xiên hoa, nhánh chì tàn của nó ra lu bu lắm, mới cắt tỉa xong dọn lại nó mới ra được cái cây gì nè. Thì hiện tại em thanh lý cây song hình này là 250.000, em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị nào mua cây thì liên hệ với vườn của em qua số điện thoại 0907083283 để em sẽ quay cái bộ đế cô chú anh chị mình xem cái mặt sau của cây nè. Nè cô chú anh chị, cái hoành đây không hết một ôm tay của em nha. Nè, không có giáp hai ngón tay đụng lại, chắc cũng bự cỡ 20 mấy trở lên. Nói chung là uống cái cây mà nuôi gì rất là lâu rồi cô chú anh chị mà. Thì thôi, thanh lý cho cô chú anh chị mình chơi tiếp em đi. Em còn nhiều mặt cây khác lắm nè, nhiều lắm. Rồi mấy cây này thì nó bị thiếu nắng nên mới lâu nó ra nắng lại nè. Thiếu nắng thì cây nó sẽ thừa lá gì đó. Vậy em đang lo cây ra nắng nè. Rồi cô chú anh chị mua cây thì liên hệ với vườn của em qua số điện thoại 0907083283 ha. Em xin trân trọng kính chào. Những cây này thường thường là cô chú anh chị nào mà ở gần tỉnh của em thì em ship bữa nay ngày mai mình nhận cây. Ngày rất là nhanh ha. Rồi, em chào cô chú anh chị mình nha.